Quý vị đang theo dõi bản tin nóng Sài Gòn của Báo Lao Động hôm nay ngày 8 tháng 12. Sau đây là những thông tin đáng chú ý nhất tại thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh thành Nam Bộ trong 24 giờ vừa qua. Ngày 22 tháng 12 tới đây, tuyến Metro số 1 Bến Thành Suối Tiên chính thức đưa vào khai thác phục vụ người dân. Tuyến có 11 ga trên cao chạy dọc theo xa lộ Hà Nội, đường Võ Nguyên Giáp và 3 ga ngầm ở trung tâm thành phố. Trong đó, ga ngầm Bến Thành là nhà ga lớn nhất và đẹp nhất, nằm ở khu vực đắc địa nhất thành phố của tuyến Metro số 1. Ga Bến Thành dài 236m, rộng 60m, sâu khoảng 32m, gồm 4 tầng ngầm bao gồm sảnh chờ, sảnh đã thu phí, lối lên xuống, văn phòng, phòng nghỉ của nhân viên, phòng cơ học, phòng điện, phòng quạt thông gió. Điểm nhấn của ga ngầm Bến Thành là giếng trời cao 6m, đường kính 21,6m, thiết kế hình hoa sen. Thành phố Hồ Chí Minh đang nỗ lực tái khởi động các dự án treo hàng chục năm như khu đô thị Bình Cuối, Thanh Đa, nhà thi đấu Phan Đình Phùng, công viên Sài Gòn Safari. Đây là 3 trong 10 dự án trọng điểm được Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh Phan Văn Mãi trực tiếp theo dõi, chỉ đạo nhằm tháo gỡ khó khăn, đẩy nhanh tiến độ để tránh lãng phí nguồn lực. Trong đó, khu đô thị Bình Cuối, Thanh Đa, quận Bình Thạnh từng được phê duyệt năm 1992 nhưng chưa triển khai do thiếu vốn và khó khăn trong giải phóng mặt bằng. Hiện có khoảng 5.000 hộ dân với hơn 16.600 người đang sinh sống tại đây, phải chịu cảnh cơ sở hạ tầng xuống cấp nghiêm trọng do dự án treo. Những ngày này, tại đường Hải Thượng Lãn Ông, quận 5, thành phố Hồ Chí Minh, nơi được xem là phố bán đồ trang trí lớn nhất ở thành phố Hồ Chí Minh, trở nên nhộn nhịp khi đông đảo người dân đến đây mua sắm, chuẩn bị cho dịp Giáng sinh sắp tới. Ghi nhận của Lao Động trong 2 ngày cuối tuần 7 và 8 tháng 12, những cửa hàng trên đường này luôn có khách ra vào liên tục. Chủ một cửa hàng bán đồ trang trí trên đường Hải Thượng Lãn Ông cho biết lượng khách đang tăng lên đáng kể. Cửa hàng của bà đang phải tuyển thêm nhân viên để phục vụ trong dịp này và đợt Tết Nguyên đán sắp tới. Những mặt hàng như cây thông, quả trâu, hộp quà thường được người dân chọn mua nhiều nhất. Theo Đài Khí tượng Thủy văn khu vực Nam Bộ, khoảng ngày 11 đến 12 tháng 12, áp cao lạnh lục địa được tăng cường trở lại xuống các tỉnh Bắc Bộ và khuếch tán xuống Nam Bộ sau đó một vài ngày. Gió Đông Bắc tăng dần và hoạt động với cường độ mạnh trên vùng biển ngoài khơi phía Đông Nam Bộ. Trên cao, áp cao cận nhiệt đới qua Bắc Trung Bộ lần Tây, sâu hoạt động ổn định. Do đó, trong 1 đến 2 ngày tới, khu vực Nam Bộ mưa trái mùa sẽ giảm dần, nhiều nơi có thể không mưa hoặc chỉ xuất hiện mưa rải rác không đáng kể. Từ ngày 11 tháng 12 trở đi, xác suất mưa tăng trở lại. Thưa quý vị và các bạn, tuổi thọ trung bình của người cao tuổi Việt Nam cao nhưng sức khỏe yếu, nhiều người đồng thời mắc 3 đến 4 bệnh nền. Đây là một thách thức lớn đối với ngành y tế. Năm nay chỉ mới 49 tuổi, nhưng người phụ nữ này đã bị suy tim và đi kèm với hai bệnh nền là tăng huyết áp và viêm phổi khiến việc điều trị trở nên khó khăn. Viện phí lên đến hàng chục triệu đồng mỗi tháng, may mắn được gia đình hỗ trợ. Chồng bà cũng nhiều bệnh nền nhưng gác lại công việc và bệnh tật để chăm sóc vợ. Mắt của tôi bị bong giống bà hết cô, thì không biết bao giờ mổ lại. Thứ hai nữa là con mắt bên phải còn lại thì nó cường nó lớn quá, cái hạn chế nhìn cái tầm nhìn, cho nên đi đứng nó khó khăn. Thì hiện tại bây giờ là vợ tôi thì bệnh như vậy, 4 năm chữa bệnh, nhưng mà hiện tại bây giờ tôi còn sức, còn vượt qua được. Thì vợ tôi nó bệnh thì tôi toàn bài thứ tôi đều bỏ qua hết, tôi chăm sóc cho vợ trước rồi đã. Rồi tôi lúc đó tôi mới tính với bản thân mình. Hiện nay một điều dưỡng có thể chăm sóc từ 3 đến 4 bệnh nhân. Thiếu điều dưỡng phục vụ cho người trưởng tuổi, cái đó là thực trạng hiện nay. Tuy nhiên chúng ta phải biết tìm những biện pháp, chúng ta phải đào tạo cho những nguồn nhân lực để hỗ trợ đó. Ngoài vấn đề điều dưỡng, mình sẽ đào tạo vấn đề chuyên môn điều dưỡng. Những thông tin vừa rồi cũng đã khép lại bản tin của chúng tôi ngày hôm nay. Bản tin nóng Sài Gòn sẽ được phát sóng lúc 19 giờ hàng ngày trên laodong.vn. Còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại.